đến từ câu lạc bộ phường Hiệp Phú với bài dự thi Mai Sa Rừng, soạn giả Lê Sơn. Và thí sinh Nguyễn Minh Dương và thí sinh Diệp Thúy Dương chuẩn bị. Oh,
Xin được chúc mừng phần dự thi của thí sinh Diệp Thúy Dương đến từ câu lạc bộ.